Hello mọi người ha, hôm nay thì mình tiếp tục mình lên cái video của một anh là Phát Nhã ha. Thì anh này anh chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề mà hoa của mình mà nó làm trễ cũng như là cách xông đèn nó như thế nào, nó chi tiết các bạn thì các bạn có thể xem ha. Và hiện tại là mình đang có một cái sạp hoa ở công viên Hoàng Nhân Thụ nha các bạn ha. Bạn nào mà ở gần thì các bạn qua ủng hộ mình ha. Hello, chào cả nhà, lại là mình đây cũng một góc nhìn này nữa. Hôm nay sẽ quay cho cả nhà xem nha. Mỗi ngày mình sẽ hứa với cả nhà quay một đoạn video cho cả nhà xem. Hôm nay mình sẽ chính thức tắt đèn bớt nha cả nhà. Mình đã xong đèn nhiều, bây giờ mình sẽ tắt đèn bớt. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng những cây này, nó sẽ nở ra hết rồi. Nha. Đây, hôm nay mình sẽ quay lại cho cả nhà xem. Mình sẽ tắt đèn bớt rồi. Đây, những cái bóng đèn này giờ mình đã tắt rồi nè. Mình tắt, mình không có mở nữa. Mở nữa thì trong vòng 2 ngày nữa là cái cây này nó sẽ nở luôn. Nè cả nhà thấy không, ngày hôm qua làm gì có xé kiến, mà nay đã xé kiến luôn rồi cả nhà ha. Đây, tại vì nó ảnh hưởng cái bóng đèn quá. Vàng nụ của mình nay nó như vậy đó cả nhà. Nói là mình không kịp, mình cũng cầu mong sẽ kịp, mình sẽ không buồn cả nhà đâu, vì những câu nói của bạn đó sẽ giúp mình phấn đấu vượt lên. Đây, vàng của mình hôm nay là chính thức mình sẽ bớt xong đèn nha cả nhà. Mình chỉ còn dễ để vài cái để mình xịt thuốc thôi. Đây, vàng nút của mình như vậy có thể gọi là kịp không cả nhà. Đây. Mình đã nói với cả nhà trong vòng 3 ngày nữa nó sẽ bung, thì nó sẽ bung là cái chắc, mình đảm bảo và cam đoan. Đây, nụ của mình nay nó trưởng thành như vậy đây nha cả nhà. Đây, cái như cái bóng đèn này mình sẽ tắt bớt nè. Nè, cái bóng đèn này mình tắt bớt. Nếu mình mở sáng quá thì mấy chậu này sẽ nở luôn. Mình mở là nó sẽ nở luôn nha cả nhà. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình sẽ thường xuyên cập nhật để cho anh chị thấy được vườn hoa của mình. Đây, đèn mình đã tắt bớt đây, mình chỉ trồng chừa 3 bóng, 4 bóng thôi. Chứ mình không dám sử dụng nhiều. Bởi thành ra nói cả nhà nói hả, đèn mà gần cây thọ nó sẽ không bông. Nhưng đối với mình là đèn chuyên dụng. Tại vì nay mình lên hơi sớm một tí nha cả nhà, tại vì chuẩn bị mưa tới rồi, mình sẽ xịt thuốc sâu. Hôm nay chính thức bắt đầu mình dập thuốc sâu và thuốc lớn lá, mập cây, cứng cây nha cả nhà. Đèn mình tắt nó hơi bị nhiều rồi. Đây, về nó mình sẽ tắt nhiều lắm rồi. Đây, cái này là hôm bữa nó chưa có nở nhiều nhưng mà nó đã bị ảnh hưởng của đèn nên bây giờ nó nở hết ráo rồi. Đây, có một mớ nó nở nha cả nhà. Mớ nó nở hết bà nó rồi, do cái đèn của mình. Đây, giờ nó nở hết rồi. Đó, cả nhà nhìn cũng thấy sơ qua của mình. Cái tớp này mình nói với cả nhà là mình tớp tước, nhưng mà nó nằm tuốt làm sao kia cả. Nhưng mà cái này là hôm bữa là tính giao cho khách, rồi xong rồi khách mới bỏ cọc, rồi khách không nhận, rồi giờ mình làm biến, mình khiêng xuống dưới rồi, giờ mình để đây luôn. Cái này là tết trước nha cả nhà, chứ không phải gọi là cái tết mà mình ươm xuống bữa 27 đâu. Của mình ươm xuống 27 xuống xe là đây, là cái tết này. Hôm bữa mình đã quay cho cả nhà xem một góc nhìn đó, là nó hoàn toàn chưa có nút. Hôm nay
là ngày thứ bảy mình đã xong đèn, mà ngày thứ bảy là mình hôm nay mình sẽ tắt bớt cái bóng đèn lại. Đây mà thì dàn nút của mình nay nó cũng khá ổn, cũng đều rồi nha cả nhà. Đây dàn nút này là B2. Đây dàn nút của mình. Rồi nha, hôm nay mình lên live sớm tí, đừng để mình xịt thuốc, tại mình sợ trời mưa á. Đây mình tắt đèn bớt nè. Cái này nếu mà mình tăng tốc nó lên thì mình sẽ dặn tăng tốc nó lên, thì ngược lại nó sẽ nụ nó sẽ phát triển lẹ hơn. Đây mình cũng quay hơi sâu lắng vô đây một tí cho cả nhà xem. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cho mình về tinh thần nha, mình trân trọng, mình cảm ơn. Rồi nha, mình xin chào nha, bây giờ tới mình xịt thuốc đây. Hy vọng năm nay mình sẽ có thịt ăn chứ không phải đi ăn Tết dạo. Cả nhà thấy không, cây dạng thọ của mình hôm nay mới là xịt sâu thôi, tại vì mình sẽ sợ của nó là bướm nó sẽ đẻ trên cái nút này nên mình xử lý không kịp. Khi mà nó đã hơi bung ra như vậy thì con sâu nó sẽ vô ngay, nó sẽ vô ngay nha cả nhà, nên mình không thể nào mà không xịt được. Rồi thôi nha, chào cả nhà.